hello chị em có thể làm một cái clip về thị trường nói chung để chị sẽ góc nhìn cái chỉ số vn index thì nó ảnh hưởng như thế nào đến cái danh mục đầu tư của của chúng ta đúng không thì cái như trong cái phiên giao dịch vừa rồi thì em bỗng dưng nhớ lại cái 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 vấn đề này thì VN index của chúng ta có một cái phiên giao dịch nó khá là bịp nói thẳng ra thì cái cách mà thị trường nó à, giao dịch trong phiên thứ sáu thì nó làm cho nhà đầu tư khá là mệt mở phiên thì nó mở một cái ghép giảm xuống này à, xong rồi sau đó thì trong phiên thì nó có những cái nhịp hồi lại hồi lại ở trên cái khung đồ thị 15 phút thôi đấy nó hồi lại ở trên lên cái vùng cạn của khung đồ thị 15 phút và sau đó thì nó à, tiếp tục là nó suy giảm à, nhiều lúc á, thị trường trong phiên nó hồi đến gần đến tham chiếu luôn và nó tạo ra cho nhà đầu tư cái tâm lý đâu đó là cảm giác là uh, cái dòng tiền nó đang vào và nhiều cái cổ phiếu thì nó còn quay trở lại cái cái mức tăng điểm tương đối tốt nhưng mà rồi thì uh, trong cái ATC đặc biệt uh, là khi mà những cái lúc mà nhà những cái thời điểm mà nhà đầu tư nhỏ lẻ không tham gia được đó, thì thị trường lại lôi ra nó đánh vào những cái thời điểm đó thì nó làm cho chúng ta một cái cảm giác là cuối tuần cái phiên ngày thứ sáu phiên ngày cuối tuần uh, chúng ta rất là mệt mỏi đó và uh, cái việc đó mà chỉ số index đó, uh, nó À, nếu mà nó đi vào những cái vùng tiêu cực đó, nó sẽ ảnh hưởng à, tương đối đến cái danh mục của anh chị nha đặc biệt là trong những cái giai đoạn à, thị trường nó à, mang cái tính chất rủi ro như thế này đó nhiều khi là chúng ta tham gia trên thị trường lúc nào chúng ta cũng kiểu nhìn thấy cơ hội nhưng mà à, thực ra thì cái cái ở trên thị trường chứng khoán rủi ro và cơ hội nó à, nhiều khi nó là một cái câu chuyện 50 50 đó khi mà thị trường ở những cái vùng gọi là nhà nhà đầu tư chán nản đó, thì anh chị sẽ thấy là là cái cơ hội rất nhiều Giống như cái vùng mà thị trường Nó quanh vùng 1090 1100 Cho nên em thấy là Lúc đoạn đó là nhắn tin Nhắn anh chị em mua Anh chị em vẫn sợ mua oh, Nhưng mà khi mà thị trường nó Càng đi lên trên cao Nó càng tạo ra cái sự phô mô lớn Vậy chúng ta thấy là uh, Cái uh, Nhà đầu tư nhỏ lẻ Càng quan tâm nhiều Càng phô mô nhiều Thì lúc đó là những cái lúc mà uh, Cái dòng tiền thông minh Nó lần 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 Nó rút ra chúng ta thấy là rồi đây thì nó suy giảm dần này à, đường adx thì cũng yếu dần đi nè đó thanh khoản thì cũng sụt dần này cho dù có những phiên tăng điểm nhưng mà thanh khoản nó vẫn sụt đấy thì nếu mà chỉ cần á, là những cái phiên mà thị trường chúng ta nó nó gãy nó đi xuống phía dưới những cái vùng biên phía dưới đây nè đó nó gãy cái hỗ trợ nó đi xuống thôi là lúc đó nó sẽ kích hoạt ra những cái đà bán tháo và khi đó thì thì cái chỉ số về đó nó giảm điểm nó sẽ gây ra những áp lực tâm lý rất lớn đối với thị trường đặc biệt là à, những cái thị trường chứng khoán như của Việt Nam của chúng ta là À, cái thị trường nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ nhiều à, và đa số thì anh chị thường là sẽ nhìn vào index ví dụ như thị trường á, mà index mà nó 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 tích cực đó, đó thì cái cổ phiếu của anh chị nó không tăng á thì anh chị cũng thường là có cái tâm lý là thôi cứ nắm giữ đi tại vì đằng nào thị trường nó nó cũng còn tích cực thì chúng ta vẫn còn cái hy vọng là rồi nó sẽ đổi dòng qua tới cổ phiếu của mình nhưng á, mà khi mà thị trường nó trở nên tiêu cực á, thì anh chị em thấy đa số 7 80 trăm 90 phần cổ phiếu của trên thị trường nó sẽ đều tiêu cực cho dù là cái ngành đó là cái ngành đó có hưởng lợi vĩ mô hay không rồi cái ngành đó nó có kết quả kinh doanh tốt hay không rồi là à, cái vĩ mô ngành đó nó nó có tốt thì khi mà thị trường chung nó giảm là nó giảm hết là nó giảm hết nó giảm gần giống như là nó giảm đồng loạt hết luôn cho nên là cái câu chuyện là anh chị mà có kỳ vọng là dùng những cái vĩ mô dài hạn để mà áp vào thị trường trong những cái phiên mà để giảm điểm để mà nắm giữ thì nhiều khi chúng ta sẽ phải chịu đựng một cái giai đoạn tương đối đó cho nên là cái index đó nó mà đã đi vào một cái gọi là chu kỳ điều chỉnh chu kỳ thay máu nhà đầu tư thì lúc đó thì con này nó cũng chỉnh đó và anh chị phải chuẩn bị cho một cái giai đoạn đó đó và cái danh mục của chúng ta cái những cái đoạn như thế này nè nó sẽ chịu tương đối là áp lực đấy à, ở trên thị trường chứng khoán của chúng ta thì em thấy có một cái vấn đề thường anh chị em hay có cái tâm lý là nhìn hỗ trợ đấy đặt, cái này thì trong quá trình mà em tư vấn cho anh chị ở trên trung khách hàng thì em thấy một cái thực tế là là anh chị rất hay gọi là nhìn vào hỗ trợ và hay gọi là đặt những cái kỳ vọng giống như kiểu là khi mà chúng ta kể ra một cái đường trên line này chúng ta thấy là hoặc là chúng ta có những cái hỗ trợ từ kanki đi đấy thì thông thường là cái tâm lý của anh chị em sẽ đặt cái kỳ vọng của mình là nếu thị trường nó về đến hỗ trợ thì nó sẽ hồi lên đó cho nên là cho dù á ví dụ như là những cái phiên ở trong tuần em hay nhắn anh chị là à, có những cái gọi là vùng này là cái vùng chúng ta thấy những cái sự gọi là yếu nè nó thanh khoản thì suy giảm này đó thì anh chị nên có những hành động là à, cơ cấu hạ bước margin hai là chúng ta phải đặt cho thị trường những cái mốc ví dụ như thị trường mất cái mốc nào đó là chúng ta phải hạ margin xuống hoặc là những cái cổ phiếu nào đó mà anh chị em thấy là chúng ta xác định là chúng ta không đồng hành cùng nó lâu dài chúng ta chỉ có lướt lát ngắn hạn thì chúng ta phải hạ đó để mà phải tập trung vào cái hành động nhiều hơn là cái kịch bản đó nhưng mà thông thường thì anh chị lại hay đặt cái uh, cái hành động của mình vào gọi là các cái vùng hỗ trợ thì nó dẫn đến cái câu chuyện là giống như cái phiên thứ sáu ngày vừa rồi nè ấy thị trường chúng ta nó mở phiên ra là nó đạp xuyên gãy luôn cái cái cái, cái đường trên lai ngắn là anh chị em đã một lần là gọi là um, gọi là bị văn bất hỗ trợ thì thay vì đó, những cái lúc này nè anh chị em đặt ra anh chị em bán hoặc là canh bán những cái nhịp hồi trong phiên thì nếu mà lúc lúc đó chúng ta bán ra là những lúc mà chúng ta bán được những giá tốt nhất nhưng mà thông thường thì những cái lúc mà nó hồi lên thì chúng ta sẽ hay có cái cảm giác là hưng phấn hay có một cái niềm tin là ở về đến đây là gần hỗ trợ rồi đó hoặc là chúng ta kể ra những cái đường trendline ở thế về đến đây hỗ trợ rồi thì chúng ta sẽ quay ngược lại là chúng ta bắt chúng ta bắt đó nhưng mà chúng ta bắt trong những cái điều kiện này thì nó cũng chưa có những cái tín hiệu gì nó xác nhận thì đến mà những cái phiên ví dụ như là nó đạp atc cái là nó gãy hỗ trợ xuống thì thành ra là hàng thứ nhất là hàng chúng ta chưa về hoặc là hàng mà anh chị đang kỳ vọng là à, nó về đến hỗ trợ rồi có nó hồi lên anh chị không bán thì đến kết phiên là nó đóng cửa thấp nhất phiên thì nó thành ra cái chừng thành thì nó thành ra chúng ta là đang từ lãi lãi nhẹ thành lỗ mà đang từ lỗ thì lỗ nặng hơn và nó dẫn đến cái câu chuyện là à, anh chị đã không bán được hàng và đến nếu mà anh chị mà bán thì sẽ bán vào cái phiên ngày thứ hai nhưng mà thông thường thì bán vào cái phiên ngày thứ hai với cái trạng thái như thế này của thị trường thì cái phiên có thể là đầu phiên ngày thứ hai hoặc là đâu đó trong phiên thứ hai nó sẽ là những cái phiên gọi là có những cái cú tắt eo đó có thể thị trường nó sẽ ép cho anh chị một tí nữa về dưới vùng 1245 1240 thì cái lúc đó là cái lúc mà nó tạo ra những cái sự hoảng loạn mà ngắn hạn anh chị lại lô ra anh chị bán đó cho nên là đối với em á, cái giai đoạn này em rất là à, nói rất là rõ ràng cái à, quan điểm với anh chị em là nếu mà anh chị em đang cầm margin đang cầm nhiều margin nha và cái tỷ lệ mờ của chúng ta không có ngon ở những cái vùng mà là tương đối cao ví dụ như 0.5 0.6 gì đó thì ưu tiên là chúng ta hạ hạ để làm gì hạ không phải là để mà anh chị mất cơ hội anh chị mất tiền mà hạ để mà an toàn tại vì cái câu chuyện của mờ gin đó, nó không phải là câu chuyện cơ hội mà là câu chuyện của an toàn <cười> <cười> Sorry Thì cho dù thị trường của chúng ta mà nó có tăng lên được đến cái vùng 1 800 đi nữa mà trước khi nó đi lên đó anh chị đã bị kho mà gin rồi đó, thì chúng ta cũng không làm được cái điều gì cả. Đó, nên là cái khi mà anh chị đã sử dụng margin đó, thì cái bảo toàn đưa cái trạng thái mình về cái mức an toàn cái việc phải làm cho dù là cái lúc đó đang lỗ nhẹ từ lãi từ lãi thành hòa đó hoặc là từ lãi nhiều thành lãi ít thì khi mà trạng thái tài khoản nó đang không 5 nâu không xấu, chúng ta phải bán để đưa trạng thái về tài khoản bằng một chứ lúc đó không được phân vân lượng lự như anh chị anh chị phân vân lượng lự mà gặp chúng cái phiên nó như hồi phiên ngày hôm thứ thứ sáu người ta đánh như kiểu này là nhất quyết là người ta muốn cái phiên ngày có thể là đầu phiên sáng ngày thứ hai người ta sẽ ép những cái nhiều cổ phiếu là nó rớt về giá sàn thì khi mà nó về cái giá sàn cái là các cái cổ phiếu như một anh nhiều anh chị nó bắt đầu là nó đang từ cái trạng thái gọi là rủi ro tương đối cao đi từ đó chúng ta nhúng về phát thôi chúng ta về đến trạng thái gọi là phọt sale nó thì, thì 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 lúc đó nó sẽ rất là là xấu rồi nhiều khi là nó nhúng về xong nó bắt đầu là nó lại từ từ nó bò lên thì anh chị bị phọt sale ngay cái trước khi mà nó hồi thì nó rất là cay đắng đó ok cho nên là về cái câu chuyện gọi là à, margin đó, thì là xấu quá thì phải hạ nha đó, cứ xấu quá là chúng ta bán. Còn trong, còn cái quan điểm chung đó là gì? Trong một cái xu hướng mà thị trường nếu mà trong một cái xu hướng tăng đó, thì những cái câu chuyện mà dòng tiền reset lại cuộc chơi là câu chuyện nó vẫn luôn xảy ra thôi. Chả có cái thị trường nào mà nó tăng hoài. Nó tăng hai ba tháng thì nó sẽ phải giảm một một tháng. Cho nên là chúng ta nên chuẩn bị cho mình những cái kịch bản này thì vừa nó có thể là giảm đâu đó một hai tuần. Đó để cho cái tâm lý anh chị thật sự là nó thoải mái còn ví dụ nếu mà thị trường nó không giảm được một hai tuần nó chỉ giảm ba phiên thôi ví dụ như nó chỉ để giảm đơn giản về vùng 1.200 hoặc là 1.000 ở dụ đâu như 1.250 để nó hồi lên hoặc là nó về đâu đó dưới đây nè vùng 1.220 nó hồi lên thì quá thì là nó quá tốt đúng không nhưng mà ít ra là trước khi nó về đó thì chúng ta đã thứ nhất là chúng ta đưa mà ghi về an toàn thứ hai chúng ta có sức mua nếu mà anh chị em cứ đi coi kênh này kênh kia xong rồi bắt đầu là gặp nhiều người người ta nói là à, Giai đoạn này thị trường nó nhúng cao lắm là về vùng 1250 là nó hồi lên rồi Thì thực ra là cái góc nhìn đó nó chỉ mang tính chất là góc nhìn phí nghiệm của một cá nhân thôi Chả ai biết được cái tâm lý ở trên thị trường như thế nào đúng không Hôm nay chúng ta đang nói với nhau là à, Là như thế đúng không Cái tự nhiên ngày mai nó ra những cái thông tin khác Thí dụ như là à, Lãi suất Fed thì giai đoạn này vẫn tiếp tục căng thẳng nè do là nền kinh tế Mỹ vẫn đang mạnh hoặc là lạm phát Mỹ vẫn neo ở vùng cao này phải tiếp tục duy trì lãi suất cho qua sang năm đi cái tự nhiên là các cái view ở trên thị trường nó đảo chiều hoàn toàn hoặc là những cái biến cố khác ví dụ như là bây giờ tỷ giá thì nó vọt lên luôn đó thì ra ngân hàng nhà nước phải thực hiện những cái hút tiền thì những cái đó chúng ta không phân tích được và ở trong những cái lúc mà thị trường nó ở những cái vùng rủi ro thì thông thường là tin xấu nó 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 rất hay ra đó, chúng ta sẽ không kiểm soát được là cái đàn nó rơi đến đâu cho nên là anh chị những cái mà gọi là uh, gọi là câu nói mang tính chất là an uh, ủi ví dụ như là ở uh, thị trường nó chỉ có thể về đến đây thôi có thể về đến kia thôi nó sẽ là một cái bẫy về một tâm lý là làm cho anh chị em nhà đầu tư chết chết tại vì là chúng ta không có hành động đấy chết tại vì chúng ta không có hành động nha tại vì anh chị cứ ý y thôi cứ ý y là nó uh, thấy nghe người ta nói là nó về đến đó thôi là nó sẽ hồi lên chả ai biết rồi đâu chị chả ai biết mà lúc mà cái thị trường xấu thì sẽ như thế nào và cái tâm lý hoảng loạn ở trên thị trường nó ra sao đúng không đó cũng có thể là không có thông tin gì nhưng mà ví dụ như là à, nó ra một cái tin đồn gì đó hoặc là một như một cái công ty chứng khoán nào đó người ta hạ mờ hàng loạt đó thì tự nhiên một cái lượng hàng nó rất lớn nó ào ra ở trên thị trường đó thì nó cũng là cũng có những cái kịch, kịch bản đó nó sẽ ra trong những lúc cái thị trường nó xấu anh chị em thấy là những cái bữa mà à, những cái thông tin về à, bác này từ chức rồi bác kia bị ốm đúng không đó, nó cứ giật lên giật xuống nè đó cho nên là những cái lúc mà thị trường yếu đó là những cái lúc mà nhiều khi thông tin xấu nó sẽ chực chờ và người ta chực chờ để làm gì để người ta canh người ta vớt lại hàng của anh chị em ở những dưới dưới những vùng phía dưới tại vì để mà thay máu được nhà đầu tư thì chả có cái gì tốt hơn mà cái câu chuyện gọi là à, trong cái xu thế thị trường giảm thì phải bơm cho, thị, cho thông tin nó phải tiêu cực hơn đó để mà à, những cái nhà đầu tư cá mập những cái người người ta có tiền người ta có sức mua và tự gom hàng được ở phía dưới giống như anh chị em đi chợ thôi. Anh chị em lúc nào chị muốn mua cổ phiếu, uh, chị muốn mua hàng giá rẻ đúng không? thì uh, uh, hoặc là anh chị đầu tư bất động sản nó, chúng ta cũng muốn mua là giá, giá vốn tốt thì thị trường chứng khoán nó cũng thế. ở những cái nhà đầu tư cá mập, những cái nhà đầu nhà đầu tư tây to người ta cũng muốn mua cổ phiếu ở những vùng chiết khấu thấp thì những cái lúc mà thị trường nó nó xấu nó ra tin nhà đầu tư nhỏ lại thấy tiêu cực, người ta còn sẽ ra thêm những cái thông tin để đấm vào cho nó tiêu cực thêm để qua đó người ta phải bán ra và người ta có cơ hội người ta gom hàng những vùng giá tốt đấy nó là cái câu chuyện là như thế cho nên là chúng ta là những cái thành phần ở trên thị trường nó không à, không thể nào định lượng được cái sự hãng loạn của thị trường ở đến đâu à, về các mà phân tích thì chúng ta sẽ có những cái đường hỗ trợ của thị trường nhưng mà luôn luôn là chuẩn bị cho mình những kịch bản là nếu mà nó gãy những vùng đó thì anh chị làm gì đó và anh chị phải đưa ra cái hành động chứ không phải là vì kịch bản mà chúng ta hy vọng nha hy vọng vào các cái kịch bản nó nó rất là nó nó sẽ gọi là rất là um, nó rất là hại tại vì sao à, hy vọng một mỗi kịch bản thì có khi là nó nó không dừng ở đó mà nó đi xuống tiếp đó nó nó đi xuống tiếp mà chúng ta cứ hy vọng rồi nó hy vọng hy vọng hy vọng cứ hy vọng hoài thì lúc mà nó giảm hai ba mươi phần trăm là thua đấy ok <laughs> thì uh, chốt lại trong cái clip ngày hôm nay là gì đấy đó, cái chỉ số vn index ấy, thì nó uh, có những giai đoạn thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến thị trường đâu nhưng mà cũng sẽ có những cái giai đoạn à, đặc biệt là trong những lúc thị trường xấu nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái tâm lý của thị trường chung à, đặc biệt là đối với những anh chị em mà à, mà, mà 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 hay gọi là quan sát về mặt chỉ số đấy và dù gì thì thị trường chứng khoán vẫn là một cái cái nơi gọi là chỉ số nó vẫn là phản ánh cho cái tâm lý của số đông nên là khi mà cái chỉ số của chúng ta mà nó tiêu cực đó, thì nó cũng dễ dẫn đến những cái gọi là đà tâm lý tiêu cực đó là cái lý do tại sao mà thông thường anh chị em hay thấy là mọi người hay thức đêm thức hôm đi coi Dow Jones nè coi cái chỉ số chứng khoán Mỹ nè đó, tại sao chứng khoán Mỹ nó liên quan gì đến chứng khoán Việt Nam không chúng ta vẫn phải coi đúng không thì chúng ta coi là coi nó tăng hay giảm nó đang tích cực hay không nếu mà nó tích cực thì nó tạo ra cái tâm lý tích cực cho thị trường chúng ta thì cái nhà đầu tư ở trên thị trường người ta cũng thế người ta sẽ nhìn vào chỉ số để người ta coi coi là cái à, còn có cái, cái kỳ vọng gì không, đúng không Nếu mà nó tích cực đó, thì người ta sẽ à, kỳ vọng cho câu chuyện của cổ phiếu nếu mà nó không tích cực thì người ta sẽ quyết định người ta bán ra đấy ok thì cái này là cái góc nhìn của em cho cái à, chủ đề ngày hôm nay thì nhắn vụ đi nhắn ngủ lại thì cũng là cái câu chuyện gọi là ở trên thị trường chứng khoán thì chỉ có tiền và vị thế thôi anh chị cổ phiếu tốt nhưng mà vị thế không tốt thì nó cũng chưa chắc là một cái vị thế gọi là một cái cổ phiếu tốt Ví dụ như anh chị em cũng một cái cổ phiếu tốt như BD đi đúng không cả nước đều biết toàn dân biết ngân hàng BD tốt nhưng mà có những cái lúc nó không mang tính chất đầu tư nó nằm ở trên những vùng này thì không đầu tư nhưng mà nếu mà nó giảm vào đây đi có sức mua có cơ hội thì nó lại nó lại tốt đúng không gì đấy có sức mua này có cơ hội thì nó lại thành ra là tốt còn khi mà sức mua chúng ta không có chúng ta đu đỉnh thì cái cổ phiếu tốt cách mấy thì về mặt ngắn hạn nó sẽ không tốt tại vì anh chị em phải chịu đựng lỗ mà đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ thì anh chị đâu có quan tâm đến cái nội tại doanh nghiệp đâu anh chị chỉ quan tâm đến giá thôi thì cứ giá giảm mà lỗ đúng không? đó giá giảm là không tốt đó thì về mặt ngắn hạn là, là nó sẽ không tốt bản chất doanh nghiệp thì nó vẫn thế thôi nhưng mà nó sẽ gọi là bị ảnh hưởng bởi cái chu kỳ tâm lý nên đó, nên là cơ hội nó chỉ có sinh ra cho những cái người mà có hành động à, chuẩn bị những kịch bản xấu còn bây giờ kịch bản xấu đó nó gãy nó đã xảy ra rồi thì đây là lúc mà chúng ta tìm kiếm cơ hội trong những gì điều chỉnh nha nếu như anh chị em nhà đầu tư chứa người đồng hành chứa người hỗ trợ thì chúng SSI ai để đưa ra những cái lời khuyên những góc nhìn đấy về mặt thị trường thì có thể liên hệ với em Đức thì có số trên màn hình để em có thể đồng hành hỗ trợ anh chị em nha à, cảm ơn anh chị em rất nhiều chúc mọi người một cái cuối tuần vui và ban anh chị